trong tôi. Rồi khi mình hẹn hò, trắng vàng soi bóng đẹp đôi. Những đêm bên mái lầu, tiếng đàn tôi ngát hương thiên lý hòa, tiếng ca người bóng tình lên ngôi. Chẳng thể thay câu ước yêu mãi ngàn năm. Đời gieo nhiều hận sâu, lưới tình vương lắm khổ đau. Niềm vui cuộc tình đâu chưa tròn đã tiễn người đi. Khúc yêu thương đã thành khúc biệt ly. Tiếng ca xưa đã thành tiếng ca buồn, giọt lệ u quy cùng đàn thôi im tiếng. Vầng trăng ai sẽ sao quá đắng cay. Duyên lỡ làng còn lại những đêm say, say chẳng phá sâu say thành sâu. Người bây giờ ngàn trùng nỗi lòng ta gửi về dệt mộng vàng. Ai ngờ tan tác bể dâu, anh chẳng thành ước thề chiếu lâu hoa. Bước chân xưa gõ nhịp phố xa nào, tình sầu mang mang cây đàn ta đập vỡ. Sắm một bộ dàn để các bác có thể chơi trong không gian đâu đó khoảng 30 đến 35 mét vuông, và cái yêu cầu của các bác đó là phải là sản phẩm cao cấp hoặc là cái mức giá nó phải tiệm cận trên mức 20 triệu. Đây cũng là một trong những cái bộ sản phẩm đề cử trong cái danh sách những cái bộ sản phẩm mà đáp ứng được nhu cầu của các bác. Điểm đầu tiên đó là không gian từ 30 đến 35 mét vuông thì chắc chắn bộ này sẽ đáp ứng được. Cái điểm thứ hai đó là bộ này thì sẽ là một bộ sản phẩm cao cấp có mức giá là trên 20 triệu. Cái điểm thứ ba đó là với cái thương hiệu JBL, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới, đặc biệt đối với người yêu thích âm nhạc ở Việt Nam thì JBL, hay chúng ta gọi một cái tên rất là thân quen đó là JBL, là một trong những cái thương hiệu mà rất là hay về cả những cái đồ mà các bác có thể phối ghép về nghe nhạc cũng như những cái đồ sân khấu. Đây là một trong những phiên bản mini rất là hiếm mà JBL sản xuất ra, JBL SAS101 với cặp loa Monitor 4312 Mark 2 các bạn nhé. Bộ này thì trước đây có mức giá dao động từ khoảng 24 triệu hàng đẹp, nhưng mà ngày hôm nay thì Thanh Tâm Audio sẽ siêu ập cho các bác cái bộ này với mức giá là 20 triệu các bạn nhé. 20 triệu bộ sản phẩm JBL với khiển zin. Và cái dòng sản phẩm này ấy, là sự kết hợp giữa một cái mảng âm thanh con của JBL đó là hạc ban carbon. Vì thế cho nên khi các bác nhìn vào cái thiết kế của ampli và CD thì các bác sẽ liên tưởng ngay tới những cái sản phẩm của hạc ban đời mới. Nó sẽ có màu sắc đó là màu xám. Còn về cặp loa Monitor 4312 Mark 2 thì đây là một trong những dòng loa huyền thoại của hãng với cái phiên bản 4312. Tuy nhiên họ đã thu nhỏ cái phiên bản 4312 thường với kích thước bass 30 thành hai cái hệ thống loa 4312 mini và mini Mark 2. Cái phiên bản Mark 2 này là cái phiên bản nâng cấp, và cái phiên bản Mark 2 này nó sẽ có hai màu, đó là màu đen và màu xanh. Thì các bác sẽ nhìn thấy nhiều màu đen ở trên thị trường hơn là màu xanh, tại vì các bác nhìn thấy nhiều màu xanh hơn là màu đen. Màu đen này thì rất là hiếm gặp các bác nhá. Bộ này là bộ màu đen thứ hai mà Thanh Tâm Audio mua được thôi. Với mức giá đang siêu hợp rất tốt là 20 triệu thì các bác cũng có đầy đủ hai vế lưới của e căng của loa đầy đủ hết các bác nhá.
điều khiển zin, lưới căng của loa đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Máy hoạt động chuẩn chỉ tất cả mọi tính năng, hình thức đẹp xuất sắc. Bây giờ em sẽ cho các bác xem cái hình thức của cái bộ sản phẩm này. Bộ này thì các bác nhìn vào thì thấy rất là sang, chắc chắn rồi. Một bộ sản phẩm mini mà tới mức giá trên 20 triệu thì không thể không sang được. Ampli thì sẽ đánh một kiểu rất là độc đáo, đó là đánh theo kiểu prepao các bác nhá. Chúng ta sẽ tham khảo với loa trước đi. Nhiều bác xem video thì sẽ ngỡ rằng đây là cái phiên bản 4312, 4312 dân dụng ấy, thì nó sẽ có cái kích thước bát 30. Tại vì khi các bác nhìn vào khung hình video thì các bác sẽ không biết được nó to nhỏ như nào, nhưng mà khi các bác nhìn vào cái tay của em đang vẩy qua màn hình thì các bác sẽ biết. Bass đường kính khoảng 14 cm, trung âm đường kính 4 cm, trung âm bằng giấy, và chép đôm đường kính 2,5, trung âm chép bằng kim loại các bác nhé. Lỗ thoát hơi có cả giải tần của mid và chép các bác nhé, để các bác có thể nâng giải lên với 3 nấc đó. Hiện tại em đang để chép nó mắc tương đối cứng. Thùng vách thì rất là đẹp, đặc trưng của JBL rồi. Gỗ MDF phủ veneer, vân gỗ cực đẹp luôn. Hai bên vế loa thì đều rất là đẹp, xuất sắc. Các bác có thể nhìn cái cặp màu đen nó sẽ khác cặp màu xanh nữa, đó là nó sẽ có cái logo của JBL ở hai bên. Và cái đặc trưng của cái dòng JBL này đó là cái màng các bác nhá. Gân là gân vải, được dưỡng bằng dầu rất là đẹp. Và cái màng của nó, màng giấy các bác nhá. Đây là bộ JBL 4312M Mini Mark 2 nguyên bản này các bác nhé. Chưa có qua sửa chữa hay là spa hay trùng tu gì đâu. Cực đẹp luôn, góc cạnh của loa cả hai vế. Thực tế thì cặp loa này bán lẻ đâu đó khoảng 15 triệu các bác nhé. Bán lẻ đâu đó cũng khoảng 15 triệu rồi. Rồi, về phần phía sau của loa đi. Phía sau của loa thì các bác sẽ có cái thông số, đó là trở kháng là 6 ohm. Giải tần đó là 90 decibel. Và cái cầu loa cũng sẽ là bắp chuối các bác nhé, bắp chuối. Và cái hệ thống, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái hệ thống prepao, ampli và CD. Nó không phải ampli CD đâu, nó là prepao. Con phía dưới là con pao các bác nhé, con đẩy. Đó, các bác nhìn thấy, con đẩy thì nó chỉ có hai cái phần công suất ra loa thôi. Và một cái bẹ cáp kết nối lên con pre kiêm CD. Con pre này thì sẽ vào có ngõ vào kết nối của hai đường quang, hai đường đồng trục và hàng loạt những cái đường kết nối audio in với chân RCA. Có một đường line out và có một đường USB bên cạnh nữa. Ngoài ra thì ở bên trên cạnh trước này nó cũng có thêm một cái đường USB với đường 3,5 in nữa. Ở mặt trước của con pre này thì có thêm tính năng CD các bác nhá. CD con này thì sẽ chơi dạng đĩa nuốt. Đây là màn hình hiển thị và toàn bộ những cái phím ở mặt trước của cái con máy này là phím cảm ứng hết các bác nhá. Toàn bộ những cái phím play cũng như tắt máy đều cảm ứng hết, các bác giữ tay và nó sẽ có cái phản hồi lại. Và cái thiết kế của nó màu đen, khi các bác tắt máy đi thì tất cả đều đen hết, chứ nó không sáng như này đâu. Logo của JBL ở phía dưới con đẩy này, cũng như là logo của SIS 101 ở trên con pre thì vẫn được còn nguyên cái seal mà người Nhật người ta chưa có lột đi. Đây là cái núm vặn tăng giảm âm lượng của con đẩy. Và các bác có thể nhìn thấy đây chính là cái đặc trưng của dòng mini của Hackman. Khi họ thiết kế ra những sản phẩm mini hoặc là di động, có những cái đèn LED định hướng ở núm vặn âm lượng rất là đẹp. Bộ này thì sẽ chơi nhạc cho các bác từ, các bác có thể khai thác từ CD này, từ giải mã TV, hoặc là các bác có thể cắm điện thoại vào trực tiếp và nghe cũng rất là hay. Hoặc là các bác sẽ chơi dạng kết nối thêm những cái bộ thu Bluetooth bên ngoài. Mức giá của ngày hôm nay của JBL SAS101 với cặp loa 4312 Mini Mark 2 phiên bản Black Edition với mức giá sale off là 20 triệu các bác nhá, chỉ có một bộ duy nhất thôi. Bác nào quan tâm tới hệ thống này thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Quay lưng
nghe tim mình quặn thắt. Người chẳng phụ người mà vẫn dở ra, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Tôi gửi.